Ở trang này các bạn sẽ đi vào hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng số 2501 với nội dung là mua xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Giải Phóng. Số lượng là 1 chiếc và hình thức thanh toán bằng chuyển khoản với tổng số tiền là 605 triệu đồng. Để xác định được nghiệp vụ hạch toán của hóa đơn, các bạn sẽ phải căn cứ vào mục đích sử dụng. Với xe ô tô này, đơn vị mua về để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của đơn vị. Với đơn giá của một chiếc là 550 triệu, đã đủ điều kiện để chúng ta đưa vào tài sản cố định. Và hồ sơ chứng từ đi kèm của hóa đơn sẽ bao gồm hợp đồng mua bán tài sản, biên bản giao nhận, biên bản bàn giao tài sản, hóa đơn giá trị gia tăng và bao gồm chứng từ thanh toán đi kèm. Toàn bộ các mẫu hợp đồng này các bạn sẽ vào phần tải về để tải và tham khảo. Chúng ta sẽ tích vào phần dấu hỏi để xem chi tiết. Đây là hóa đơn mua tài sản cố định với nguyên giá là 567 triệu đồng. Đây là nguyên giá đã bao gồm tiền lệ phí trước bạ. Ngày ghi tăng là ngày 1 tháng 2. Với xe ô tô này được sử dụng cho bộ phận văn phòng với tổng số kỳ trích khấu hao là 96 tháng. Đầu tiên các bạn sẽ xét về nguyên giá thì đối với xe ô tô này là tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Thì với tiền lệ phí trước bạ này chúng ta sẽ tìm hiểu ở chứng từ đó sau. Còn ở hóa đơn mua tài sản cố định này chúng ta vẫn sẽ phản ánh đúng với nội dung trên hóa đơn. Ngày ghi tăng là ngày 1 tháng 2, chính là thời gian mà tài sản được đưa vào sử dụng. Thông thường với mua xe ô tô thì doanh nghiệp cần phải có thời gian đăng ký biển số xe, đóng lệ phí trước bạ cho cơ quan nhà nước, rồi sau đó mới đưa vào sử dụng. Thì các bạn sẽ căn cứ vào thời điểm mà tài sản đưa vào sử dụng. Thông thường thì doanh nghiệp sẽ đưa vào đầu tháng để làm tròn chi phí của một tháng. Với bộ phận sử dụng thì các bạn cũng căn cứ vào mục đích của tài sản mà đơn vị mua về để chúng ta chọn vào đúng tài khoản chi phí cho phù hợp. Còn thời gian trích khấu hao của tài sản thì các bạn phải nhớ căn cứ vào phụ lục 1 thông tư 45